Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thất bại tại Adipka là một thất bại lớn của quân đội Ukraine. Sau Adipka, thì giờ đây khu vực Donbass cũng đang có nguy cơ thất thủ. Người ta cho rằng thất bại này liên quan đến khả năng yếu kém của quân đội Ukraine. Nhưng mới đây, chuyên gia Mỹ đã tiết lộ lý do khiến cho Ukraine thất bại tại Adipka. Liệu rằng thất bại này có lặp lại tại Donbass với lý do tương tự hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine rút lui ở Donbass Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lui ở Donbass về tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba với lý do là thiếu các trang thiết bị và đạn pháo. Đứng trước hoàn cảnh này của Ukraine, thì ông cũng kêu gọi các nước NATO hãy tăng cường giúp đỡ họ Ông cho rằng điều quan trọng nhất đối với Ukraine lúc này là nhận được nguồn tài trợ bổ sung. Bởi vì hiện tại thì các chỉ huy Ukraine trên chiến trường đang phải đưa ra những quyết định về sự sống và cái chết theo đúng nghĩa đen. Đồng thời, ông John Kirby cũng cho biết Nhà Trắng đang rất quan ngại về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Hoa Kỳ. Bởi vì kho vũ khí đang dần cạn kiệt của nước này do tiếp tế liên tục cho Kiev trong thời gian qua. Hiện thì chính quyền Biden đang làm mọi cách để bổ sung kho vũ khí đang cạn kiệt của mình. Theo ông, trong thời gian tới thì Washington phải đảm bảo rằng mỗi gói hỗ trợ quân sự cung cấp cho Ukraina sẽ phải đảm bảo không gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ. Ông John Kirby cho rằng, bộ chỉ huy của quân đội Ukraina quyết định rút khỏi thành trì Adiepka vào cuối tháng 2 vừa qua không phải vì người Ukraina không đủ dũng cảm hay vì họ không được lãnh đạo và đào tạo một cách tốt nhất hay không có sự nhạy bén về mặt chiến thuật, mà tất cả là do Quốc hội Mỹ không có bất kỳ hành động trợ giúp nào. Ông Khabi cho rằng, trong nhiều tháng thì Ukraine đã có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Cho đến khi họ bắt đầu cạn kiệt đạn dược, đặc biệt là đạn pháo, thứ mà họ rất cần để có thể ngăn chặn lực lượng Nga tiếp cận và vượt qua các tuyến phòng thủ của mình. Trước đó, thì truyền thông Anh cũng đã đưa tin rằng đến cuối tháng 3 này, thì quân đội Ukraine sẽ gần như cạn kiệt tên lửa phòng không. Chính quyền Kiev đã bày tỏ lo ngại về vấn đề này, bởi vì trong thời gian tới, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ và châu Âu, thì Ukraine có thể sẽ mất thêm các vùng lãnh thổ rộng lớn vào mùa hè này. Chính quyền Kiev đang rất lo lắng, đến nỗi mà Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Maluska đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ sẵn sàng truyền nguồn hỗ trợ từ Mỹ thành một khoản vay tín dụng. Còn đại sứ Nga tại Mỹ là ông Anatoly Antonov vào ngày 18 tháng 3 thì cho rằng việc người Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev đồng nghĩa với việc đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, người Mỹ tin rằng việc làm của họ là đang đấu tranh cho tự do của Ukraine và không có gì khác ngoài việc đó. Đại sứ Antonov lưu ý, mặc dù người Nga được đảm bảo rằng Mỹ không khuyến khích quân đội Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ nhưng có vẻ tuyên bố này của chính quyền Biden không có tác dụng thực tế nào. Vì dù sao thì ngoài những loại vũ khí tầm xa được cân nhắc nhiều lần, thì nhiều loại vũ khí khác của họ cũng đã đến tay binh lính Ukraine. Còn về phía mình, thì Nga tin rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chính là đang cản trở việc giải quyết xung đột, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố rằng, bất kỳ lô hàng hóa nào của NATO chứa vũ khí viện trợ cho Ukraine thì sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, bởi vì không những cung cấp vũ khí mà họ còn đào tạo nhân lực cho Ukraine ở tất cả các nước châu Âu, tiêu biểu là Anh, Đức, Pháp và Italia. Nga chuẩn bị tấn công tổng lực Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ ISW cho biết rằng, quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa hè năm 2024 này. Cụ thể thì lực lượng Nga có thể cố gắng để duy trì tốc độ hoạt động tấn công của họ, bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn. Để tận dụng tình trạng thiếu thiết bị của Ukraine trước khi hỗ trợ an ninh của phương Tây đến nước này như đã hứa. Nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ tin rằng, mặc dù ý định và kế hoạch tấn công của Nga vào mùa hè năm 2024 vẫn chưa rõ ràng, nhưng có khả năng các chỉ huy quân sự Nga có ý định tận dụng mọi thành công mà họ đạt được trong những tuần tới. Theo đó, thì người Nga đang tập trung tiến về phía tây của Adipka, trước khi lực lượng Ukraine có thể thiết lập một phòng tuyến khó khăn trong khu vực vào mùa hè này. ISW cũng lưu ý rằng, việc các đối tác phương Tây cung cấp đủ vũ khí cho quân đội Ukraina sẽ là yếu tố quyết định đến khả năng giữ vững phòng tuyến của quân đội nước này. Về kế hoạch của Ukraine, thì phương Tây lại khuyên nước này là không nên tấn công. Theo tờ Sunday Times, trong chuyến thăm Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Rensap và tư lệnh quân đội Anh Tony Radakin đã đưa ra những lời khuyên cho lãnh đạo cấp cao và các chỉ huy quân sự Ukraine về chiến lược trong cuộc chiến chống lại Nga. Cụ thể là ông Sharp và ông Radakin đã khuyên Ukraine là nên từ bỏ kế hoạch tấn công tiền tuyến, thay vào đó là hãy giữ vững phòng tuyến ở mặt trận phía bắc và phía đông. Và nếu cần thiết, thì hãy rút lui về những vị trí tốt hơn. Ông Jadakin cũng khuyên Ukraine là nên xem xét trang bị một hàm đội tàu nhẹ hơn, cơ động hơn và các loại máy bay không người lái có khả năng ngăn chặn Nga ở Biển Đen. Các quan chức Anh hy vọng điều này sẽ cho phép Ukraine tập trung nỗ lực vào Biển Đen và Crimea, nơi mà các tên lửa tầm xa của phương Tây đã tiến hành các cuộc tấn công trong 6 tháng qua. Trong khi đó, thì kho dự trữ phòng không của Ukraine đang cạn kiệt nhanh chóng. Các chuyên gia lưu ý là nước này thay vì cố gắng để bắn hạ 4 phần 5 tên lửa của Nga Ukraine nên hạn chế lãng phí hệ thống phòng không của mình. Vì hiện tại thì chỉ bắn được 1 phần 5 số tên lửa so với mục tiêu mà Ukraine đã đưa ra. Tạp chí Phố Quân cho biết rằng, Liên minh châu Âu sẽ có thể tăng đáng kể việc sản xuất đạn dược, bao gồm cả nguồn cung cấp cho Ukraine, nhưng sớm nhất là phải sang đầu năm 2026. Thời gian vừa qua thì đã có một loạt tuyên bố mới từ Tổng thống Pháp Macron về khả năng triển khai quân tới Ukraine ông đã trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine, nhưng mà lại không trực tiếp nhắc lại quan điểm của mình, rằng vấn đề này đang được xem xét. Và ông cũng nói thêm rằng Paris không có kế hoạch nâng cao mức độ leo thang. Đặc biệt là Tổng thống Macron nói rằng Pháp sẽ không bao giờ là nước đầu tiên phát động bất kỳ hành động gây hấn nào. Ông nhấn mạnh rằng, hiện tại tôi không thực hiện sáng kiến tấn công, vì điều này trái với tinh thần đoàn kết tập thể của Liên minh. Ông Macron cho rằng, nếu Nga đi trạch khỏi các làn danh đỏ mà phương Tây đưa ra, thì phương Tây sẽ không còn sự nể nang và tôn trọng đối với họ. Song ông này vẫn không nêu rõ làn danh đỏ nào mà theo ông, Nga chưa vượt qua. Ngoài ra thì ông Macron nói rằng ông sẽ sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Putin, nhưng lại cho rằng các cuộc đàm phán thực sự để chấm dứt chiến tranh, nên do Putin và Tổng thống Zelensky tiến hành. Tuy nhiên thì trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Parisien, Tổng thống Macron lại nói rằng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi kịch bản ở Ukraine. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, Tổng thống Macron và các đồng minh của ông vẫn đang suy nghĩ về các kịch bản đổ bộ quân đến Ukraine. Nhưng mà không nêu rõ điều kiện mà điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên ý tưởng này của Tổng thống Macron dường như không được chấp thuận vì các nước phương Tây khác như là Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Italia đang phản đối việc đưa quân đến Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng nói rất nhiều về ngoại giao và sự cần thiết của đàm phán. Do đó, lời nói của ông Macron cũng có thể được coi là một nỗ lực nhằm mời Moscow quay trở lại con đường mang tính xây dựng nào đó trong mắt phương Tây. Nếu không, sẽ đe dọa leo thang và vượt qua ranh giới đỏ. Cũng trong ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga đã biết về sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine. Ông nói rằng, Quân nhân từ các nước NATO đang có mặt ở Ukraina và họ đang chết ở đó với số lượng lớn, bao gồm cả người Pháp, người Anh và người Mỹ. Quân đội Mỹ hiện diện tại quần đảo Đài Loan Trang tin do Epoch Times cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính mới đây đã xác nhận rằng lục quân Mỹ đang huấn luyện quân đội Đài Loan trên các đảo Kim Môn và Bành Hồ. Các chuyên gia gọi sự hiện diện của lực lượng đặc biệt là sự mở rộng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Đảo Kim Môn chỉ cách Trung Quốc hơn một dặm ở điểm hẹp nhất, trong khi quần đảo Bành Hồ cách Đài Loan khoảng 30 dặm về phía Tây. Cả hai hòn đảo này tạo thành một tuyến đường quan trọng của Đài Loan đối với Trung Quốc. Viện trường Thẩm Minh Thất của Viện Nghiên cứu An ninh Đài Loan cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết điều này cho thấy phạm vi hợp tác quân sự giữa Đài Loan và Mỹ đã dần được mở rộng từ hợp tác trên biển, trên không, sang các hoạt động trên bộ ở các hòn đảo. Ông này cho rằng việc liên lạc thường xuyên với lực lượng đặc biệt Mỹ sẽ có tác dụng có lợi đối với khả năng quân sự của Đài Loan. Tiến sĩ Satoro Nagao, một thành viên không thường trú tại Viện Hudson, có trụ sở tại Washington, nói rằng sự hiện diện liên tục của lục quân Mỹ trên các đảo tiền tuyến của Đài Loan sẽ khiến cho Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc tấn công các hòn đảo này. Theo tiến sĩ Nagao, gần đây thì Trung Quốc đang dần hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình và đang cố gắng để tấn công đảo Kim Môn của Đài Loan. Vì vậy, có khả năng thực sự là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan bằng sử dụng lực lượng quân sự nếu họ nắm chắc phần thắng. Các nhà quan sát lưu ý rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cần một hành tiệu mang tính danh dự để có thể hợp pháp hóa nhiệm kỳ thứ tư của mình trước năm 2028. Đó là lý do tại sao mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo về một cuộc xâm lược Đài Loan có thể sắp xảy ra. Đô đốc Barbaro vào hồi tháng 2 vừa qua đã tuyên bố rằng các hành động của Trung Quốc đang nâng ngưỡng cảnh báo đến mức Trung Quốc có thể nhanh chóng tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ từ các cuộc tập trận quân sự. Còn giám đốc Burns nói với CBS vào tháng trước rằng, theo tình báo Mỹ, ông Tập đã ra lệnh cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng cho cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Tuy nhiên, sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Kim Môn và Bành Hồ đã làm thay đổi kế hoạch của Trung Quốc. Theo tiến sĩ Satoru Nagao, trong bối cảnh địa chính trị như hiện nay, việc Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận với truyền thông rằng lực lượng Mỹ đang ở gần bờ biển Trung Quốc cũng mang tính thời điểm về mặt chiến thuật. Thông tin này bị do gì cho thấy cuộc tấn công của Trung Quốc vào Kim Môn có thể leo thang thành chiến tranh Mỹ-Trung. Rất có khả năng là phía Đài Loan muốn giàn đe Trung Quốc bằng cách tiết lộ tin tức này. Được biết rằng lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ, hay còn gọi là lực lượng mũ nổi xanh Họ là những chuyên gia về chiến tranh chống khủng bố, trinh sát, hành động trực tiếp, giải cứu con tin và các nhiệm vụ chiến lược khác. Tuy nhiên, vai trò của lực lượng mũ nồi xanh ở Đài Loan không phải là chiến đấu chống lại Trung Quốc, mà là hỗ trợ lực lượng vũ trang địa phương trong việc huấn luyện và tổ chức để đạt hiệu quả tốt nhất. Trong trường hợp này, họ chỉ đóng vai trò huấn luyện cho lực lượng phòng thủ của Đài Loan. Do đó mà sự hiện diện của lực lượng mũ nồi xanh không phải là sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ theo các chuyên gia quân sự, thì sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ tại các đảo tiền tuyến có ảnh hưởng những lợi ích chiến lược của Đài Loan trên mặt trận địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, do người Mỹ chưa chính thức công bố sự hiện diện của mình tại Kim Môn và Bành Hồ, nên ông Nago gọi đây là một hoạt động bí mật. Sự hiện diện ở mức độ thấp cho thấy sự nhạy cảm trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Bởi vì chính quyền Biden hiện tại thì vẫn đang tôn trọng chính sách một Trung Quốc nghĩa là Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cho nên chính quyền Biden không muốn quảng bá sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đài Loan như một sự can thiệp chính thức vào cuộc xung đột Trung Quốc đối với Đài Loan. Mặc dù Mỹ cần tôn trọng ý kiến của Trung Quốc để tránh sự leo thang, nhưng đồng thời Mỹ cũng cần phải bảo vệ Đài Loan. Bởi vì Mỹ cần Đài Loan như một phần trong chiến lược chống lại Trung Quốc. Bởi vì Đài Loan nằm ở vị trí chiến lược với các thành phố ven biển và cũng là lợi ích kinh tế cốt lõi của Trung Quốc. Do đó, theo các nhà quan sát, việc tiết lộ sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Đài Loan thông qua các phương tiện truyền thông thay vì thông qua tuyên bố của chính phủ sẽ gửi đi một thông điệp cân bằng cho cả hai bên. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.